À, sau đây là sự chia sẻ của anh Trương Tần Yến qua cái đường thuyền thúng. Rồi, xin mời anh Trương Tần Yến. Dạ em mời anh. Chào mọi người, chào Quang, chào chúng và tất cả mọi người trên diễn đàn. Mình xin giới thiệu, mình trai Hà Nội, sinh ra và lớn lên ở đô Hà Nội. Trong cái hôm nay nghe cái con bé nhỏ nhỏ xịt nó nói thì mình rất bức xúc, cho nên là mình muốn phản biện, nói rất rõ. Cái điều đầu tiên, năm 1945 ý, thì xin lỗi, bố đẻ ra mình mới có 15 tuổi. Mình biết cái gì, mình chỉ đọc hiểu. Cái sự người miền Bắc di cư vào miền Nam ấy, nó tất cả đều do thằng Pháp nó sản dựng. Nó tức là về vấn đề chính trị, để nó mục đích, tức là nhằm cái lợi thế trên cái cuộc bầu cử năm 1950 mà thôi. Nói tóm lại là người cộng sản luôn luôn bị và chịu đựng cái thiệt thòi. Đó là mình giải thích cái câu đầu tiên mà tại sao người miền Bắc đi di cư vào Việt Nam, chứ mình không nói rõ bởi vì mình không cần phải giải thích, ai cũng hiểu. Yeah. Là trong đó những cái thành phần gì mình không giải thích nhiều, mình chỉ nói rõ là tại sao. Yeah. Cái điều thứ hai nó nói rằng là tại sao khi mà tiếng súng nổ và người miền Nam hoặc là người đồng bào chạy vào hướng chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa hoặc là lính ngụy, chứ không chạy vào cộng sản, vào quân cách mạng. Yeah. Nó lại càng ngu hơn ở cái chỗ khi mà cái dòng người chạy là toàn là con em, toàn là người gia đình binh lính Việt Nam Cộng Hòa là chính. Đấy nó gọi là gia binh. Gia binh ở dân khu 1 thì người ta chạy đi đâu ạ? À? Người ta không chạy về hướng đó thì người ta chạy vào bảo hộ. Nó nói rất là người chạy về phía Việt Nam vào phía quân Mỹ, chứ người ta chạy ra Việt Nam à? Đó mà mình giải thích. Còn mình giải thích trong những lúc mà đất nước đói nghèo nhất, khổ nhất, mình là chính mình đó. Mình ăn cơm trộn gọi là khoai lang luộc, khoai lang khô, sắn khô bo bo, thì những cái người họ không chịu được do cái sự đói nghèo, do đất nước vừa trải qua chiến tranh cực kỳ khốc liệt, đói không có mà ăn, thì người ta phải đi đâu? Người ta phải tìm cái chỗ để người ta sống. Người ta ở Hải Phòng người ta đi rất là nhiều, hoặc là Việt Nam khi giải phóng xong người ta đi, người ta tìm nơi để người ta sống tốt hơn với cái đất nước nghèo khổ tan tành do chiến tranh. Còn những cái người như là Quang và rất nhiều người bây giờ ở lại, người ta xây dựng, người ta chịu đói, người ta xây dựng đất nước, thì bây giờ đồng tiền đó, đất đai nó có giá trị. Cái thằng cái kiểu như bọn mình khổ bó mày, nó không làm sao được cái nhà như bọn thấp gì nhất. Dạ. Xin lỗi, không có đủ cách để một cái phần đất nhỏ nhỏ ông ấy trồng cây. À, đấy là mình đang giải thích về cái vấn đề mà người ta ra đi. Thế tại sao những cái người như bọn mình ra đi, bọn mình yêu nước? Bởi vì bọn mình không vì chính trị, bọn mình ra đi vì cái tài chính, cái kinh tế khi nó khổ quá người ta ra đi, để người ta kiếm được tiền, người ta sống cho nó tốt hơn. Giải thích cho cái con bé đó nó nghe. Còn mình khẳng định luôn cái con bé đó nó là nếu phải là người của phía bên vị quyền Sài Gòn thì nó làm cái bọn chống lại cộng sản, chống lại đất nước. Nó là cái dân chủ đều giả trong nước. Đấy. Thì chúng nó và cái con bé con mất con biết cái gì thì nó phát biểu như vậy. Đó là những cái bức xúc mà mình trả lời trên diễn đàn và mọi người. Mình mong mọi người hiểu rằng cái cuộc sống hiện nay ở đất nước Việt Nam mình là niềm mơ ước rất nhiều nước và nhiều người. Các bạn hãy cố gắng bằng mọi cách mở nhiều diễn đàn để tự phản biện lại cái luận điểm vớ vẩn. Hãy làm ơn giữ vững cái cuộc sống hiện nay. Người Việt Nam mình sống bây giờ áng rượu, chiều biên, tôi trong ba con đi tìm chân ly sông. Tức là gì? Các bạn trẻ sáng đi uống cà phê, làm bà tối đến chủ nhau đi ăn nhậu, đi tán gái. Đấy là niềm hạnh phúc của rất nhiều người, nhiều người. Các bạn nói gì? Ông cầm già, ông về bao nhiêu tháng nay hết nhậu chút này, đi chút khác, mọi người, anh em người ta yêu. Thì ông cầm ông là người ngoài, ông có phải là ruột thịt của mọi người đâu. Tại sao dân trong nước họ yêu thương? Họ giang tay họ tức là ôm ấp. Còn mấy cái thằng ở trong nước, dân chủ đều giả đói khát. Nó tưởng rằng là ra nước ngoài là sương năm
của bố mẹ là mười mấy tiếng. Đây đây tôi đây, nhìn cái mặt này, đỏ mặt tôi đây này. Tôi làm từ 10 tỷ sang 11 giờ đêm về. Tôi chưa nói chậm làm như một con chó, làm gì có bạn bè, làm gì có khác. Lại muốn ăn muốn nhậu quá không phải dễ. Gọi nhau có khi đặt có khi lịch ra hàng hàng tuần hai tuần mới nhau để mà đến mà ăn mà cũng được. Cho nên là làm sao mà chê đất nước, chê cộng sản. Chúng nó làm những cái điều mà mình muốn nói mà thực sự rất là bức xúc mà không nói được. Có thằng nào nói, thằng nào phải biết đây, tôi khẳng định với bạn, tôi gần 60 năm 9 theo lịch bên này nhá. Chúng tôi là những người sống tại Hà Nội, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, cuộc sống khổ sở như thế nào tôi nắm được. Cho nên đừng nói rằng là khổ sở người ta là do chốn cộng sản. Mẹ là đi tìm chân đi sống, tức là đi tìm hơn, kiếm tiền tốt hơn. Chứ không phải người ta bắt nước ra đi đâu, không phải người ta chửi cộng sản. Đừng nói như vậy. Chúng tôi ra đi đây này, đây này, tôi 34 năm sống nước ngoài, tôi lúc nào yêu thương Việt Nam, tôi cũng là cộng sản. Và tôi lúc nào yêu thương các bạn, tức là phản biện, gọi là dân chủ đẹp trong nước. Đó, tôi chào các bạn. Đấy, nhường cho người khác. Theo mình cũng hiểu là cái clip này từ lâu rồi, nhưng mà cái vấn đề ở đây á, không biết Trung thế nào, nhưng mà cá nhân Thơ Quang á là muốn lan tỏa chia sẻ đến mọi người để chúng ta nhìn nhận ra cái điểm gì. Cái thứ nhất, trước đây chúng ta từng nói những cái thành phần bên kia, chống phá bên kia đó, họ có một chính sách nhồi sọ rất là hiệu quả ha. Và cái thứ hai, cái mục đích cuối cùng của họ là gì? Không gì ngoài cái vấn đề là bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đúng không ạ? Để Thơ Quang sẽ nói cho rõ hơn, chi tiết hơn để mọi người có thể hiểu ý Thơ Quang muốn chia sẻ ha. Bởi vì sao? Bởi vì cô bé này nãy chúng ta mọi người chia sẻ rất là nhiều, chỉ là một cô bé đi du học gì đó, đúng không? Và những luận điểm cô ta chia sẻ, cô ta đặt câu hỏi cứ tại sao, tại sao, tại sao. Và thực ra những cái hàm ý tại sao đó là gì? Để muốn nhồi nhét cái tư duy cho cái thế hệ gọi là F2, F3, tức là cái đám hậu duệ đó. Họ sẽ nhìn nhận là ôi, vậy là đúng rồi. Đây là một cô bé là ở ngoài người dân miền ngoài miền Bắc, là một du học sinh ở Anh qua. Đúng không ạ? Ê, xin lỗi, một du học sinh ở Anh đang ở Việt Nam qua. Và rõ ràng là cô bé này là sinh trưởng sau 1975 rất là xa, mà cô bé còn có những câu hỏi như vậy. Thì đúng rồi, tức là cái chuyện mà các anh các chú Việt Nam Cộng Hòa nói với chúng ta từ trước giờ nó hoàn toàn đúng. Mọi người hình dung đoạn này không ạ? Có nghĩa là cái chính sách nhồi sọ đó, cái F2, F3 họ sẽ nhìn theo cái phát ngôn của cô bé này. Và cái phát ngôn đó, nếu mọi người nghe kỹ lại, ngay từ đầu Thơ Quang có nói những nội dung đó rất là quen, rất là quen. Quen là quen thế nào? Tức là chúng ta thường xuyên nghe rất là nhiều trên cái không gian mạng. Và cụ thể mới đây nhất luôn, một tay gọi là gì, tướng về hưu của Mỹ là ông Lương Xuân Việt, đúng không ạ? Ông Lương Xuân Việt khi lên phát biểu thì nội dung cũng chẳng khác gì bốn câu hỏi này của cô bé đó. Đó, cái vấn đề Thơ Quang muốn truyền tải mọi người về cái sự nhồi sọ của những là cái thế hệ Việt Nam Cộng Hòa lưu vong đi ha. Đó, đến thế hệ trẻ của họ là như vậy. Mục đích cuối cùng là gì? Người dân miền Nam thế này, người dân miền Nam thế kia, đâu cần ai giải phóng hay đâu. Và cuối cùng là quay đi quay lại là chính quyền cộng sản là cướp miền Nam. Quay đi quay lại nữa là gì? Là bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Và tiếp tục nữa là gì? Đi theo cái chiêu bài của Mỹ sắp sẵn, kế hoạch của Mỹ sắp sẵn là gì? Là Việt Nam là nội chiến, là hai quốc gia. Đó, cái vấn đề dựa qua cái đoạn clip này nha. Dựa qua đoạn clip này là ý Thơ Quang muốn đi sâu vào cái điều đó. Mọi người công nhận không ạ? Một tầm như ông từng ngồi gọi là tướng Mỹ nha, từng ngồi tướng Mỹ đó, và tự hào cũng là một trong những là con cháu của Việt Nam Cộng Hòa đó, mà còn lên phát biểu như vậy nữa.
Thì bây giờ thêm một cô bé như vậy nữa, những cái điều đó phối hợp với nhau nó tạo cho cái thế hệ F2, F3. Giống như là chúng ta thường thừa thừa nhận với nhau đó là gì? À, nói một lần không nghe, hai lần không nghe, 100 lần, 100 lần không nghe, 1.000 lần, và 1.000 không nghe, 1.000 lần không nghe thì 10.000 lần đâu đó chắc chắn sẽ tin đó là sự thật, đó là phải nghe. Và cái kế hoạch đường dài, mọi vấn đề chúng ta nếu mà sâu chuỗi chúng ta kéo lại cái vấn đề là cái phát ngôn của cựu thứ trưởng bộ ngoại giao Mỹ là Kissinger, đó là gì, đúng không ạ? Cộng sản đánh đuổi người Mỹ ra khỏi Sài Gòn, thì một ngày nào đó người Mỹ sẽ quay lại Sài Gòn bằng những đồng đô la xanh gì đó, và người dân Việt Nam gì đó sẽ cầm cờ Mỹ, vân vân, mây mây, mọi người nhớ không? Tức là nếu chúng ta sâu chuỗi tất cả vấn đề thì mọi câu chuyện hầu như nó nằm trong một cái lộ trình của họ cả, đúng không? À, ví dụ chúng ta cảm thấy là bức xúc với một cô bé như vậy, à, chỉ là một cái du học sinh được được cha mẹ nuôi cho ăn học ở dưới cái môi trường xã hội chủ nghĩa và gửi tiền ha, hay làm lụm gì đó, lo cho cô ta đi du học đó, đúng rồi, nông dân thuyết nói dối của Hitler đó. Cái vấn đề chính là thật ra là vậy. Thưa quan, cảm ơn Vũ Thuận rất là nhiều đã bổ sung những cái điều như vậy để chúng ta sẽ thấy rõ hơn ở đây. À, tại sao mọi người nói, tại sao mọi người cứ thắc mắc mẹ cái, những thành phần gọi là bác quay sổ lá đó, mày ta nó mấy que con đó, tại sao mà tụi nó cứ cố chấp như vậy, và cái câu chuyện nó rõ ràng rành mạch dẫn chứng cụ thể mà tụi nó không nghe, tụi nó không chịu tin, mà tụi nó lại đưa ra những cái luận điểm, những cái câu gì đó mang tính sổ lá và gọi là nguồn bác que đó, thì bọn nó lại tin như sấm. Nó cũng như câu chuyện ngày xưa mà trước khi mà giải phóng thống nhất miền Nam đó, đúng không? Đó là tuyên truyền là gì, thậm chí bây giờ mọi người vẫn nghe đâu đó ở Việt Cộng là gì, 7 thằng đu cành đu đủ không gãy, rồi Việt Cộng có đuôi, đúng không ạ? Rồi cái gì rút tay rút móng gì vân vân, tất cả các thứ lại quạt, chán ghê. Đó cái vấn đề, đó vấn đề đi đi ngược lại. Chứ còn thực ra thì theo theo mình ngờ lúc đầu đó, thì cái clip này cũng lâu, tại vì nó giống như một cái clip cũng của một cô bé cũng là du học sinh và cũng lên trang BBC phát biểu, nhưng mà hình như là khác nội dung này một tí, thì đâm ra là mình cũng hiểu, mình hiểu phần nào, nhưng mà để mình muốn những mọi việc nó câu chuyện nó rõ ràng hơn thì chúng ta cần những cái dẫn chứng, những cái nguồn bổ sung tư liệu á, nó mang tính xác thực và nó rõ ràng, để chúng ta có thể tổng hợp lại để thấy cái mục đích cuối cùng, cái mục đích sau cùng của những thành phần bên kia đó là gì, và nó muốn tác động tới cái giới trẻ hay là với tới những thành phần nào. Thì đó đó là cái góc nhìn riêng của Thơ Quang ha. Còn không biết thì góc nhìn của Trung thế nào và của khách mời dưới thế nào thì rất mong mọi người chia sẻ thêm mà để chúng ta làm rõ ra vấn đề. Ok, xin giao lại cho Trung. Dạ em cảm ơn anh. Thì trước hết đó, thì cái clip này đó thì cũng qua các cái có một người anh có gửi cho em, thì để em nghe cái nội dung và cảm nhận như thế nào. Thế nhưng thực tế là mà nói ở đây đó, thì tại sao ngày hôm nay em chia sẻ cái nội dung này, mặc dù clip nó rất là lâu và chúng ta thừa biết qua các cái nguồn tư liệu, các cái trao đổi comment bình luận của các cô chú anh chị, thì chúng ta biết được cô bé này có nguồn gốc như thế nào và hiện nay đang ở đâu, đúng không ạ? Và tại sao cô ta lại được mớm như vậy và ai mớm với cô ta, thì cơ bản bây giờ chúng ta cũng đã nắm được và sẽ dần dần chúng ta sẽ tìm hiểu thêm để chúng ta ghép nối lại và chúng ta khẳng định được một cái vấn đề nó có chiều sâu, nó đầy đủ và nó khách quan hơn. Thế nhưng mà về góc độ ở đây đó, thì em chia sẻ về quan điểm cá nhân em nhìn nhận về cái clip này, thì tại sao đúng không ạ, cái cô bé này bố lại không hỏi những giai đoạn trước. Thế trước năm 1945 đó, thì cái chính quyền gọi là Ngụy Việt Nam Cộng Hòa ở đâu, khi mà 2 triệu đồng bào của chúng ta phải chết với cái gì, với cái việc mà thực dân Pháp và phát xít Nhật, người ta thu gom hết lương thực để phục vụ cái chiến tranh, rồi người ta bắt người dân chúng ta phải nhổ đay, nhổ lúa trồng đay, đúng không ạ? Tức là dẫn đến một cái
cái giai đoạn lịch sử rất là bi thương của dân tộc. Thì lúc đó những cái người này ở đâu? Mỹ Diệm ở đâu? Đúng không ạ? Thiệu ở đâu? Nguyễn Cao Kỳ ở đâu? Chả thấy đâu cả. Đúng không ạ? Cái lúc mà người dân ta rơi vào cái bĩ cực nhất đó, thì lại không thấy những thành phần đó đâu. Và cô ta cũng không đặt ra cái câu hỏi là tại sao người dân chúng ta lại như vậy. Thế tại sao lại có, trước khi mà có Đảng Cộng sản, đúng không ạ? Trước khi mà Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập thì đã có những người, các cụ, đúng không ạ? Các cụ như cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Trinh, rồi các cụ khác, cụ Huỳnh Thúc Kháng, các cụ có tìm đường để mà cứu nước không? Có đưa ra phương hướng đấu tranh không? Có. Nhưng có đạt hiệu quả không? Thì chúng ta bây giờ lịch sử đã chứng minh cái điều đó nó rất là rõ ràng. Được chưa? Rồi ngay sau khi mà Việt Nam chúng ta đó, mà khi Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, thì cũng là ở đây để em trả lời cái câu hỏi, gọi là cái câu hỏi mà cô ta đã hỏi. Thế thử hỏi cô ta là sau khi Việt Nam chúng ta giành độc lập thì cái lúc này người dân Việt Nam chúng ta bao nhiêu phần trăm là mù chữ? Bao nhiêu phần trăm là mù chữ? Đó khoảng 95%, hơn 95%, đúng không? Và đặc biệt là gì? Ngay sau khi mà Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập thì ngày 3 tháng 9 là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra cái đề ra cái 6 cái việc cấp bách, trong đó là chống nạn mù chữ là xếp thứ hai sau nạn đói, có cái nạn đói đứng từ đầu. Và Bác Hồ nói rất rõ là một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, được chưa? Và chính vì vậy đến ngày 8 tháng 9 năm 1945, chính phủ đã ban hành liền ba cái sắc lệnh số 17, 19, 20 và đã ra cái phong trào là gì? Bình dân học vụ. Để gì? Để giải quyết chống cái nạn mù chữ cho người dân đó. Thế thì lại nhắc thêm một cái việc trong cái câu hỏi đầu tiên, cái tại sao người dân di cư vào năm 1 triệu, với trong 1 triệu đấy, đúng không ạ, năm 1954, thì phải hiểu là sau cái cuộc chiến thắng Điện Biên Phủ đó, với cái ý đồ, đúng không ạ, cái thủ đoạn của thực dân Pháp, và đấy có những người đó, người ta muốn là gì, chia đôi đất nước chúng ta, người ta phải tạo ra một cái hiệp định Geneva, chúng ta ký hiệp định Geneva trên cái phương diện là gì? Lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới tạm thời để tập kết hai miền để tiến tới tổng tuyển cử năm 1956. Đấy, năm 1956. Thế thì để tiến tới tổng tuyển cử thì người ta cần phải cái gì? Phải người ta cần phải phiếu bầu. Thế nên người ta phải tạo ra một cái chiến dịch, đúng không ạ? Người ta gọi là chiến dịch con đường đến tự do. Mà chúng ta nhớ đó là ai không? Đó là tướng của CIA, được chưa? Theo tài liệu của Mỹ nha, là tướng Edward Landau, chuyên gia tình báo Mỹ, được chưa? Là người có cái nhiệm vụ, được giao cái nhiệm vụ làm suy yếu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bằng mọi cách có thể. Và ông ta đã tìm ra đủ mọi cách để mà gì? Lôi kéo người dân ở miền Bắc di cư vào trong Nam. Thế người ta tìm rất là nhiều cách. Người ta tìm rất là nhiều cách. Thì trong đó là gì? Chúng ta phải nên nhớ 1 triệu người này thì bao nhiêu người, đúng không ạ? Bao nhiêu người là của người thân này, của những cái người mà gọi là làm gọi là tay sai cho thực dân Pháp này đó, bao nhiêu người, gia đình, dòng họ, rồi bản thân người ta, đúng không ạ? Là bao nhiêu người thì chúng ta theo dõi chúng ta biết thôi. Và nhân tiện đây, em trước khi em chia sẻ cái nội dung này, em cũng xin lỗi nhá, em không có động chạm đến góc độ tôn giáo, và em cũng không nói một cách nó khái quát bao trùm, và cũng xin lỗi những người kính Chúa yêu nước, em chỉ nói những cái người mà những cái phần tử mà lợi dụng vào đây thôi, chứ em không muốn đạt động đến vấn đề góc độ tôn giáo. Thế thì đó là một trong những nguyên nhân, và người ta nói rất rõ là gì, trong cái chiến dịch đó người ta đưa ra những cái mà tuyên bố là gì, Chúa đã vào Nam được rồi. Ngày rồi là một số cha xứ là tuyên bố là gì? Ngày mai cha và một số người sẽ vào Nam, hoặc là cha sẽ đi vào Nam. Từ đó đối với những tín đồ mà đang lưỡng lự đó, thì người ta cũng theo vào đó, được chưa? Và những người theo, và chúng ta nhớ lại một chút, đó là gì? Lúc nãy em có nói là 95% người dân chúng ta là mù chữ. Mà đã mù chữ thì đi kèm với gì ạ? Thôi chúng ta cứ nói là góc độ về nhận thức còn hạn chế, được chưa ạ? Chứ chưa nói đến tốc độ mà chúng ta nói một cách nó theo nghĩa đen ta. Thế thì việc mà người ta bị lôi kéo này nó hoàn toàn bình thường, không có gì mà nói, đó là về góc độ tôn giáo, đúng không ạ? Đấy, người ta đưa ra những cái rất là
là chung chung. Tại sao người ta không bảo là Phật Thích Ca Mâu Ni vào Nam, hay là ông Vua Hai Mét vào Nam mà lại là Chúa vào Nam, đúng không? Đó là một trong cái thuyết mà gọi là tay trùm CIA ngày đó của Mỹ người ta đưa ra, và cái chiến dịch đó người ta đã thành công rất nhiều. Rồi ngoài là đó ra, người ta còn nói là Đức Mẹ Đồng Trinh đã rời miền Bắc, được chưa? Rất nhiều, rất nhiều. Và chủ yếu là người ta chiếm khoảng 1 triệu thì nó chiếm khoảng 800.000 người, nó rơi vào đó, tầm đó. Thì cái dữ liệu này chúng ta bây giờ tìm hiểu nó không hề khó ở trên không gian mạng. Đó là cái câu hỏi để trả lời câu hỏi thứ nhất. Thì chúng ta khái quát lại là vấn đề thứ nhất ở đây đó là gì? Về góc độ tôn giáo có, người ta lợi dụng, người ta tuyên truyền có, được chưa? Và cái cách này người ta sử dụng rất nhiều cách nhé. Người ta sử dụng cả truyền đơn, dùng máy bay thả truyền đơn, được chưa? Chứ còn nếu như mà ngày đó dân ngoài Bắc khoảng tầm 2 mấy triệu đó, thế tại sao chỉ có 1 triệu người đi, đúng không ạ? Và tại sao là chỉ có một số bộ phận là như vậy, và một số bộ phận nữa còn lại là gì? Là những cái thành phần là gì? Nắm tay sai chỉ điểm cho Pháp, được chưa ạ? Để đổi lấy miếng cơm manh áo, chỉ điểm cho Pháp rồi bắn phá đánh giết đồng bào mình. Thì sợ là gì? Sợ ở lại thì người dân người ta sẽ đưa ra, người ta xử lý theo cái việc là anh phản bội tổ quốc. Thế sợ là cũng bỏ chạy theo. 3-4 cái bộ phận như vậy, người ta theo thì khoảng tầm 1 triệu người, trong khi đó người miền Bắc là 20 mấy triệu. Còn nếu như mà bảo là 23 triệu người miền Bắc chẳng hạn, mà người ta đi khoảng 22 triệu thì lúc đó hãy bằng cái câu hỏi này, đúng không ạ? Và dĩ nhiên ở đây em trả lời cô bé này không phải là trả lời để tranh luận với cô này, mà chủ yếu là em đưa ra đó để cho mọi người có thêm một cái góc nhìn, một cái dữ liệu để chúng ta so sánh và đối chiếu. Và đặc biệt là cái em hướng đến là gì? Hướng đến các bạn trẻ ngày hôm nay, chứ không phải là gì? Hướng đến các cái bác cô chú mà đã lớn tuổi. Bởi vì sao? Các bác cô chú lớn tuổi đã trải qua cái giai đoạn đó và người ta thừa hiểu cái giai đoạn lịch sử đó như thế nào, chứ không phải là mập mờ như một số hiện nay, đúng không ạ? Đó là cái góc độ thứ nhất. Góc độ thứ hai, lại nói về cái việc mà cái câu hỏi này y hệt cái câu hỏi của Taylor Xuân Việt đã hỏi trong cái vấn đề mà hắn đã trao đổi với những cái thành phần mà chống phá ở bên kia. Đó là tại sao khi xảy ra giao tranh thì người dân người ta lại chạy về phía Việt Nam Cộng Hòa, mà người ta lại không chạy về phía quân đội đó? Thế tôi hỏi ông Lương Xuân Việt luôn này, thế các ông có chứng kiến lúc đấy không mà biết người dân người ta chạy theo hướng nào hả? Bây giờ tôi hỏi thẳng cả ông Lương Xuân Việt, hỏi thẳng cả cái giới gọi là Mỹ Ngụy ngày đó luôn, được chưa? Những ai còn sống, kể cả thành phần Nguyễn Tấn Lạc, Ngô Kỳ đấy, cho đến thế hệ trẻ ngày nay F2, F3, F4 gì đó, các ông rồi là mấy cái thành phần chống phá nhà nước ấy, đã có ai đứng ở cái chiến trường mặt trận đó vào cái giai đoạn đó mà bảo người dân chạy về người dân toàn là chạy về phía Ngụy Sài Gòn chứ không chạy về quân giải phóng hả? Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là các bây giờ chúng ta nhìn các cái người dân Ukraine, chúng ta thấy thôi, đúng không? Tại sao vẫn có người dân người ta chạy về phía Nga đó? Ai bảo không có? Thực tế đó, bây giờ chúng ta nhìn, chúng ta theo dõi có đó. Ai bảo không có, đúng không? Quân Nga với quân Ukraine giao tranh, tại sao vẫn có một bộ phận người ta đi về bên Nga? Người ta muốn là làm đơn gia nhập quốc tịch Nga, tại sao? Được chưa? Đó là gì? Người khi xảy ra cuộc chiến thì người dân người ta có thể chạy đi đâu để người ta tránh được cái cuộc chiến đó càng xa càng tốt. Đó là chưa kể một bộ phận bây giờ người dân Ukraine sang tất cả các nước ở khu vực châu Âu và Mỹ đang ăn vạ như thế, đúng không? Ai bảo là không có? Người ta dân người ta chạy được đi đâu, người ta chạy, miễn là người ta tránh được cái cuộc chiến đó. Và chúng ta nên nhớ là gì? Bộ đội Việt Minh là người ta hoạt động chủ yếu là gì? Ở khu vực chúng ta phải hiểu là khu vực người ta gọi là khu vực bí mật, khu vực gọi là có cái vật cản, vật đỡ che chở, chứ không ai người ta đi lòng hoàng ra đường để cho các anh bắn giết cả, mà các anh sử dụng bom phá bắn vào khu dân cư. Thế người dân người ta không chạy thì người ta chết à? Thế người ta chạy được đi đâu? Đó là việc người ta xác định là người ta chạy, đúng không? Đó là chưa kể các cái vấn đề khác đấy, chưa kể các một vài lý do khác. Ví dụ như là cái khu vực đó sau tập kết năm 1954 là cái khu của người nhà của những cái thành phần Ngụy Việt Nam Cộng Hòa thì sao, đúng không? Cái đó là chúng ta phải hiểu. Đó là về góc độ về câu hỏi thứ hai. Về câu hỏi thứ ba là sau năm 1975 tại sao nhiều người vượt biên thế này nọ, cái này chúng ta nói chính là cái cô bé này thì em không đánh giá cao.
đấy. Thế nhưng mà em đánh giá kể cả những cái người mà đứng lên xây kịch bản của cô bé này là kém nhận thức về tư duy, chứ còn một người mà bình thường thôi, chúng ta nghe chúng ta cũng biết, như anh đã chia sẻ, đâu phải ai muốn vượt biên cũng được đâu, đúng không? Bây giờ cái video clip mà gọi là tư liệu lịch sử được các cái nhà báo, nhà quay phim phương Tây, người ta quay lại những cái cảnh di tản, gọi là tùy nghi di tản trên cái tòa đại sứ Mỹ đó, thì ai thành phần nào được trèo lên đó mà đi hả? Ai là những thành phần tay sai, là những thành phần bán nước cầu binh, những thành phần cho rằng là gì, cộng sản vào nó sẽ tắm máu Sài Gòn, vẫn là cái chiêu bài Mỹ dân y như cái năm 1954, gọi là gì, Chúa đã vào Nam và Đức Mẹ Đồng Trinh đã rời miền Bắc, không khác thế nào, để tạo ra cái hoang mang dao động cho người dân ra đi, đúng không ạ? Và đổ cái tiếng xấu lại cho cộng sản. Cái điều này rất rõ ràng. Chứ tại sao đó, bây giờ chúng ta chưa có một, em cũng chưa tìm hiểu thống kê số liệu cụ thể, thế nhưng tại sao ngày đó miền Nam có bao nhiêu triệu người, rồi là riêng lính Việt Nam Cộng Hòa có bao nhiêu, chính quyền ngụy quân ngụy quyền có bao nhiêu, lính Mỹ có bao nhiêu, đồng minh có bao nhiêu, tại sao chỉ có 2 triệu người bỏ đi mà người ta không đi hết đi, đúng không ạ? Nếu như cộng sản là như vậy, tại sao người ta không đi hết mà chỉ có 2 triệu người? Cái điều này chúng ta thấy rất là dễ hiểu, đó là cái câu hỏi của chúng ta đấy, chủ yếu là những cái thành phần là gì đấy, như bây giờ như Ngô Nguyễn Tấn Lạc đấy, đúng không, Ngô Kỷ đấy, những cái thành phần đấy đi cho ai đi? Còn tại sao rất nhiều chiếm số lượng lớn các bác các chú Việt Nam Cộng Hòa ở lại, người ta bây giờ vẫn mạnh khỏe, vẫn sống bình thường, vẫn cứ chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, và vẫn tham gia các hội này hội kia, hội người cao tuổi, vân vân cả, có vấn đề gì đâu, ai công đoán ai làm gì. Cái nội dung ngày hôm nay là cái bạn này bạn chia sẻ như vậy thì cũng đã có rất nhiều các cái câu hỏi đấy, 4 câu hỏi bạn đưa ra, thì trong đó có một câu hỏi trùng với lại cái tay Lưu Xuân Việt, thì qua đó chúng ta sâu chuỗi lại như anh Cơ Quan đã nói, đó là một cái đường dài, đây là một cái phương pháp và có đường dài, có lộ trình để mà người ta tiếp cận giới trẻ Việt Nam, để người ta thay đổi, người ta thay đổi về góc độ nhận thức cũng như về tư duy, đặc biệt là người ta lung lừa lạc về tư tưởng, người ta làm cho giới trẻ chúng ta mất đi cái lý tưởng, cái mục tiêu, thì từ đó người ta mới thực hiện được ý đồ của người ta. Đó là gì? Đó là thay đổi thể chế ở Việt Nam chúng ta, và nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam. Thì qua cái buổi live ngày hôm nay em có mấy cái nội dung chia sẻ như vậy, thì cũng cảm ơn anh Cơ Quan và cô chú anh chị đã quan tâm lắng nghe. Ok Trung, cảm ơn Trung rất là nhiều. Như Thư Quang đã từng nói rất là nhiều, và quan điểm đó của Thư Quang sẽ không bao giờ thay đổi. Một quốc gia, một quốc gia, bất cứ quốc gia nào cũng vậy, một khi nó có chính biến, còn chính biến nó tốt hay xấu thì Thư Quang chưa nói, một khi nó có chính biến xảy ra thôi, thì cái đối tượng nào phải chịu cái cảnh gọi là khổ cực và lầm than đầu tiên, đúng không ạ? Thì có phải là chính những người dân không? Không ai hết, chính người dân là đủ hết. Và đâu đó thì có anh em, bạn bè, gia đình, người thân, họ hàng chúng ta. Cho nên là Thư Quang muốn nhắn nhủ với các bạn, nếu các bạn trước khi mà đặt cái chân bước vào cái con đường gọi là chuẩn bị bước vào con đường đó, thì các bạn cân nhắc đi. Đừng để sau này á, con cháu, chính con cháu các bạn lãnh đủ. Chính con cháu các bạn lãnh đủ chứ không ai cả. Và cũng đừng để chính con cháu các bạn đưa các bạn lên là cái gì? Là tội đồ của lịch sử, đúng không ạ? Bởi vì thế hệ sau sẽ xem chúng ta là lịch, là một phần của lịch sử rồi. Loài người thì ngày càng phát triển và dễ thôi. Còn các bạn nhìn nhận xem, đất nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mình nói chung nôm na đi ha, cho dễ hiểu, như các bạn hay nói các bạn không thích Đảng Cộng sản gì đó, thì các bạn cứ mang lên so sánh đi, tốt xấu như thế nào, cái gì được cái gì chưa được. Nhưng mà thưa quan chỉ lưu ý các bạn là các bạn phải nhìn ra được cái hướng, tức là cái đích đến của Đảng Cộng sản, họ muốn hướng đến điều gì cho người dân, cái đó mới quan trọng. Để làm gì? Để các bạn có một cái lòng tin
lòng tin đó cụ thể vào tương lai của con em các bạn sẽ được cái gì, được thế nào, với cuộc sống ra sao. Rồi chúng ta hãy lựa chọn. Đó, đó là một cái phần chia sẻ riêng của Thư Quang dành cho những thành phần gọi là, Thư Quang xin gói gọn trong những thành phần gọi là có tư tưởng bất mãn, chuẩn bị bước chân vào con đường bất mãn ha, hoặc là chuẩn bị bước chân vào gia nhập các cái những thành phần gì đó. Đó, Thư Quang chia sẻ rất là cụ thể về cái đối tượng đó. Ok, thì cái nội dung cái buổi live hôm nay thì Thư Quang thống nhất thôi, thống nhất với chung, không ý kiến gì cả. Và cái nội dung đó thì cũng chắc chúng ta cũng sẽ dừng tại đây. Xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm tham gia cái buổi live ngày hôm nay. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi sau.